Xin chào tất cả mọi người đến với kênh của trại chó Rupert Gobi. Là làm thế nào để cho con chó của chúng ta nó ăn uống, nó ăn khỏe, ăn tốt, cho cái gì ăn đấy, không có chê cái gì cả. Thì trong cái video này mình muốn nói về cái kỷ luật ăn cho con chó. Làm sao để cho con chó của chúng ta nó luôn luôn thèm ăn. Còn trong cái trường hợp mà con chó nó, em xin ngồi yên, trong trường hợp mà bạn nào đang nuôi những cái con chó mà nó bị yếu thì các bạn phải kiểm tra về cái vấn đề sức khỏe của nó. Là một, những con chó mà ăn khỏe mà nó vẫn gầy thì các bạn phải lưu ý là đấy là con chó đấy nó đang bị một cái vấn đề gì đấy ở đường ruột. Thì về cái vấn đề đường ruột của con chó thì nó có cái khoáng dinh dưỡng chimi powder này, là cái nó sẽ giúp cải thiện cái đường ruột của con chó, thì các bạn nên cho ra. Thì cái hướng dẫn sử dụng cái này thì mình sẽ làm cái video riêng sau. Hôm nay thì làm cái video này là hướng dẫn về cái kỷ luật ăn thôi. Đây những trường hợp coi như là mình muốn con chó nó tiêu hóa tốt hơn, hay là những trường hợp của con chó ăn khỏe mà nó vẫn gầy thì phải dùng cái này. Thì nói tiếp về cái vấn đề kỷ luật ăn thì chúng ta có hai cái nguyên tắc khi mà chúng ta thực hiện cái kỷ luật ăn cho con chó, tức là một cái cách ăn cho con chó là ăn khoa học nhất. Tất cả các giống chó, không riêng gì giống Rottweiler hay là giống chó nhỏ hay là gì đấy, tất cả các giống chó đều dùng chung cái kỷ luật ăn đấy. Thì một là chúng ta cho ăn đúng bữa, không cho con chó nó ăn kéo dài cái bữa ăn. Tức là một cái bữa ăn của một con chó, nếu mà chúng ta tùy vào cái đồ ăn có xương hay gì đấy mà con chó nó ăn lâu thì nó được phép kéo dài đến 20 phút. Còn nếu mà không bình thường, một bữa ăn nó sẽ chỉ ăn trong vòng từ 5 cho đến 15 phút thôi, chứ không có ăn lâu hơn. Sau cái thời gian ăn đấy, nếu cái phần ăn của con chó còn thì chúng ta sẽ nhấc cái phần ăn đi, không để cho nó ăn kéo dài, là cái nguyên tắc đầu tiên. Cái nguyên tắc thứ hai nữa là cái nguyên tắc về điều chỉnh cái lượng ăn. Thì nếu một con chó mà nó ăn nó để thừa thì chúng ta phải áng chừng được cái lượng mà con chó nó đã ăn hết, và ở bữa tiếp theo của con chó chúng ta sẽ chỉ cho nó ăn 50%. 50% thì các bạn giảm đi một nửa cái phần mà con chó nó đã ăn hết ở trong cái bữa hiện tại, và nó ăn nó bỏ thừa thì chúng ta giảm đi 50% luôn. Với chó con đấy là với chó to, còn với chó con đang lớn thì chúng ta không nên giảm nhiều quá, chúng ta có thể giảm đi 30%. Bình thường nó cho nó ăn 10 phần thì bây giờ cho chúng nó ăn 7 phần thôi, hoặc 6 phần. Còn với chó to chúng ta cứ giảm 50%. Và chúng ta giảm 50% thì nó sẽ xảy ra hai tình huống. Những con chó mà nó kém ăn lâu ngày rồi thì trong trường hợp đấy, bữa tiếp theo chúng ta thực hiện, chúng ta lại giảm tiếp 30% cho ăn 7 phần với bữa tiếp theo. Giả sử mình cứ tính cái lượng mà nó ăn là 1 cân đi, một cân cơm thịt hay là một cân thịt, còn hạt thì nó không đến một cân rồi, nhưng mình cứ tính lượng ăn bình thường của con chó một ngày là một cân. Thì nếu mà với những con chó mà nó ăn không hết thì chúng ngày tiếp theo chúng ta chỉ để khẩu phần ăn của nó là nửa cân thôi, năm lạng ngày tiếp theo đấy mà nó vẫn không ăn hết thì chúng ta lại rút tiếp ngày tiếp theo chỉ cho 4 lạng mà nó ăn không hết, giảm tiếp ngày tiếp theo còn 3 lạng. Thì các bạn cứ yên tâm là một con chó một cái lượng ăn một ngày của nó là 1 cân thì cái việc một ngày con chó nó ăn 2 lạng nó đã ok rồi. Tất nhiên là con chó tí nào ít nó sẽ gầy, nhưng mà chúng ta chấp nhận được cái việc gầy ấy trong vòng chậm nhất là 1 tuần, chắc chắn con chó của các bạn nó sẽ ăn khỏe vượt quá 1 cân. Tức là ở cái nguyên tắc đầu tiên là cái nguyên tắc về thời gian ăn, và nếu nó ăn không hết thì chúng ta phải nhấp bỏ ngay, không để cho nó ăn
dàn trải trong ngày. Thì ở cái nguyên tắc thứ hai là cái nguyên tắc về điều chỉnh cái lượng ăn. Thì cái điều chỉnh lượng ăn này là chúng ta lưu ý đấy, như mình vừa nói ấy, thì nó vào một cái tiếp theo là khi mà cái con chó chúng ta giảm ở ngày đầu tiên, nó ăn không hết này, bữa tiếp theo chúng ta giảm chỉ cho ăn 50% thôi. Nếu ở ngay ngày tiếp theo nó ăn 50% nó đã ăn hết rồi, hoặc ngày tiếp theo nữa còn 40% nó ăn hết, thì khi ấy chúng ta lại tăng dần lên ngược lại, lại từ 40% chúng ta tăng lên 50%, rồi từ 50% chúng ta tăng lên 100% cho con chó. Còn trong cái trường hợp mà chúng ta làm như vậy mà sau đấy cho nó ăn vài ngày 100% cái mức ăn của nó rồi nó lại giảm ăn, thì lần tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện cái kỷ luật ăn cho nó dài hơn, tức là nó ăn thừa từ 100% này, nó ăn thừa chúng ta sẽ cho nó ăn 50% liên tục 2, 3 hoặc 4 ngày liền. Để làm gì? Để con chó trong 2, 3, 4 ngày liên tiếp đấy nó vẫn có đồ ăn, nhưng nó luôn luôn có cảm giác bị ăn thiếu, ăn đói, chứ chúng ta không bỏ bữa nó nhé. Chúng ta không nên bỏ bữa, bởi vì cái việc bỏ bữa, nhiều người thì cứ bảo là nó không ăn thì cho nó nghỉ, cho nó bỏ bữa. Không nên bỏ bữa, bởi bỏ bữa cái dịch dạ dày nó tiết ra nó rất là căng thẳng và trong bụng nó không có gì, cho nó ăn ít. Ok, 1 miếng, 2 miếng, 3 miếng là ok rồi. Nếu nó chê, cầm luôn. Và bữa tiếp theo cho ăn 50% cái lượng mà nó đã ăn của bữa trước, chứ không phải là 50% cái lượng bao gồm cả cái phần ăn thừa. Các bạn phải lưu ý điều ấy. Thì thường thường một con chó bất kỳ, nếu nó không có một cái bệnh gì cả về cái vấn đề tiêu hóa hay là về cái sức khỏe tim mạch ở trong người, mà nó chỉ là biếng ăn, lười ăn do chúng ta cho ăn sai, thì khi các bạn thực hiện cái kỷ luật ăn thường này chỉ một lần thôi là con chó nó sẽ ăn khỏe. Còn cái kỷ luật ăn của con chó này thì không phải là cả đời con chó thực hiện có một lần các bạn nhé, chúng ta sẽ phải thực hiện rất nhiều lần. Chúng ta điều chỉnh cái lượng ăn của con chó rất nhiều lần. Một là chúng ta điều chỉnh dựa vào cái thể trạng con chó, nó ăn nhiều quá nó béo thì chúng ta giảm đi, hay là nó gầy thì chúng ta tăng lên, nhưng điều chỉnh ở trong cái khẩu phần ăn, tức là cho ăn ít ăn nhiều. Trong cả cuộc đời của một con chó bất kỳ, chúng ta sẽ thực hiện cái kỷ luật ăn rất là nhiều lần với hai nguyên tắc như vậy. Nguyên tắc thứ nhất là thời gian ăn, nó trong một khoảng thời gian thôi, thường thường là 10 phút và tối đa một cái bữa ăn của nó kéo dài 20 phút là một. Cái thứ hai là nếu nó ăn không hết, bữa tiếp theo chúng ta giảm đi luôn 50%. Còn khi mà chúng ta đã thực hiện nhiều lần cái kỷ luật ăn rồi thì chỉ cần một bữa chúng ta giảm đi 50% là bữa tiếp theo con chó nó sẽ ăn lại được hết 50% đấy, và nó ăn rất là thèm, thì bữa tiếp theo chúng ta sẽ tăng lại luôn 100% cho nó, hoặc là chúng ta sẽ cho nó ăn hai bữa liền 50% thôi, bữa tiếp theo đấy chúng ta giảm chúng ta tăng lại 100% luôn là ok. Con chó lúc nào nó cũng sẽ ăn được 200-300% cái lượng ăn của nó là 100% bình thường các bạn nhé. Chứ giả sử như Messi này, bình thường với cái mức cân của Messi là hiện tại bây giờ coi như là 38,5-39 cân. Messi là khoảng tầm 39 cân, còn cân nếu mà lúc bụng đói hót là 38 cân. Thì cái khẩu phần ăn của Messi bình thường mà nếu mà mình cho ăn thì 100% thì Messi sẽ ăn khoảng 1-1,2 cân thịt gà, thịt trắng. Thì các bạn có thể thấy là ở cái bữa ăn liên hoan thì một mình Messi ăn hơn 3 cân gà mà vẫn còn thèm nhé. Chứ còn nếu mà cho Messi ăn thả phanh thì có lẽ Messi phải rơi đến 4-5 cân chứ không phải là 3 cân đâu. Thì bất kỳ một con chó nào với cái kỷ luật ăn tốt nó đều sẽ ăn như vậy, kể cả là những con chó con. Chó con nhà mình thì không bao giờ phải lo về cái vấn đề nó không ăn được, mà luôn luôn là gì, là cho nó ăn không quá nhiều, để làm sao để đảm bảo là cái hệ thống tiêu hóa của nó tiêu hóa được cái đồ ăn tốt, và con chó nó không bị bụng nó to quá, nó bị nặng nề, con chó nó không tốt cho xương khớp, chứ không phải là mục tiêu. Giả sử như con chó con, chúng ta không nên đặt cái mục tiêu là con chó nó tăng cân nhanh,
nó tăng cân nhưng mà cái bụng của nó còn đang phải là ở cái mức vừa phải thôi, và cái chân của nó phải chắc, chứ còn nếu mà cái chân của nó đi mà lỏng lẻo thì tức là con chó nó đang bị quá nặng cân so với cái khung xương của nó, không có tốt. Về sau nó sẽ gây cái sự tổn hại cho cái khớp của con chó về lâu về dài, không tốt. Còn với chó to thì cái lượng ăn của nó tất nhiên là đấy, luôn luôn là cái lượng ăn đủ của nó, nó chỉ bằng 1/3 cái sức ăn của con chó. Còn nếu mà khi mà chúng ta cho các bạn nuôi bằng cơm, lòng mè, gan phổ gì đấy thì cái lượng ăn của con chó nó rất là nhiều. Và các bạn sẽ phải lưu ý là cái lượng các cái đồ nội tạng mà chúng ta dùng cho con chó ăn là ở mức vừa phải thôi, chúng ta phải điều chỉnh. Bởi vì cái nội tạng là cái thịt con tiêu, nó không như thịt gà. Thịt gà thì nó là thịt trắng, nó là cái thịt dễ tiêu nhất, thì con chó là ăn 3 cân gà ok. Cái tiêu hóa của nó vẫn tốt, tất nhiên là nó là sẽ là bị thừa đạm một phần, nhưng mà nhìn chung nó vẫn là trong mức tốt. Nhưng nếu mà chúng ta cho ăn lòng mè nhiều thì chắc chắn là con chó của chúng ta sẽ bị đi ngoài, đi phân lỏng và phân màu đen. Bởi vì sao? Bởi vì cái đồ nội tạng là cái đồ mà nó sẽ rất là khó tiêu, chúng ta sẽ cho ăn một cái lượng ít thôi. Thì các bạn cứ nhớ cái nó xì nóng quá rồi. Các bạn cứ nhớ là về cái kỷ luật ăn, chúng ta có hai cái nguyên tắc mình nhắc lại. Một là thời gian ăn, trong một khoảng thời gian thôi, không cho ăn dàn trải trong lại, ăn không hết nhấp ra luôn, bỏ phần đó ăn, bỏ hoặc cho ăn khác. Cái thứ hai là điều chỉnh liên tục lượng ăn, ăn không hết bữa tiếp theo giảm đi cho ăn 50% cái lượng ăn hết của cái bữa này thôi, bữa tiếp theo tiếp giữ nguyên cái lượng ăn ít như vậy, tốt nhất là sau 2 bữa hoặc là 3 bữa như thế, rồi chúng ta sẽ cho ăn tăng lại về cái lượng ăn bình thường, thì con chó của chúng ta lúc nào nó cũng sẽ ăn tốt. Còn khi mà chúng ta đã áp dụng cái kỷ luật ăn như vậy rồi, con chó của chúng ta nó ăn rất tốt và nó ăn đều, luôn luôn nó ăn 100%, tức là cái lượng ăn của nó mà cho nó ăn thả phanh nhá, nó phải ăn 200-300% cơ, nhưng bình thường chúng ta sẽ chỉ luôn luôn cho nó ăn 100% là cái lượng đã cung cấp đủ cái chất dinh dưỡng cho nó rồi. Thì với cái lượng ăn như thế đều đều, lúc nào con chó nó ăn hết. Và trong cái trường hợp mà con chó nó ăn không hết thì chúng ta sẽ làm một cái báo hiệu để chúng ta kiểm tra lại xem là con chó của mình nó có phải bị ốm hay là như thế nào không, hay là do cái thời tiết nó thay đổi. Thời tiết nó thay đổi thì là con chó sẽ ăn yếu đi, đấy là cái chuyện hết sức là bình thường. Nhưng mà trong cái trường hợp thời tiết nó vẫn đang hoàn toàn bình thường, không có một cái gì mà nó khác biệt cả, mà con chó ăn yếu đi, thì chúng ta phải xem lại ngay xem con chó của chúng ta nó có đang có mắc phải cái vấn đề gì không, ho hay là sốt hay là gì đấy, rất nhiều thứ để có thể là làm cho con chó người nó mệt mỏi, nó ăn yếu đi. Thì các bạn lưu ý nhé. Rukalu có đi chúc các bạn chăm chó vui khỏe. Video hữu ích thì các bạn nhớ like và chia sẻ giúp Ruby nhé. Thank you and see you again. Merci, chào mọi người. Yêu này. Bye bye.